Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng thuốc điều trị, trang thiết bị y tế tăng cao, dẫn đến khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán thuốc điều trị, thiết bị y tế bất hợp lý. Cục Quản lý Thị trường Long An thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân. Thông qua số điện thoại đường dây nóng, Cục Quản lý Thị trường sẽ tiếp nhận phản ánh của người dân về cửa hàng kinh doanh mặt hàng thuốc tân dược, vật tư y tế không thực hiện niêm yết giá bán cao hơn giá niêm yết các loại thuốc, vật tư y tế, đặc biệt là mặt hàng kit test COVID-19, thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Cụ thể, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận bao gồm Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An 0913 677 959, ông Võ Thiện Ngộ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường 0918 899 567, ông Cao Văn Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường 0918 258 188, ông Nguyễn Minh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường 0988 252 228, các đội quản lý thị trường trực thuộc, đội quản lý thị trường số 1 0938 371 037, phụ trách huyện Đức Hòa, Đức Huệ, đội quản lý thị trường số 2 0908 106 552, phụ trách huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Quá và thị xã Kiến Tường, đội quản lý thị trường số 3 0918 129 008, phụ trách huyện Châu Thành, Tân Trụ và thành phố Tân An, đội quản lý thị trường số 4 0941 677 167, phụ trách huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, đội quản lý thị trường số 5 0918 106 033, phụ trách huyện Tân Thành, Thành Quá và Thủ Thừa. Số điện thoại đường dây nóng được dán trước cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh để người dân liên hệ với đội quản lý thị trường gần nhất khi phát hiện cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.